Hello mọi người. Lát ra nghe hello mọi ba chị nha. Bây giờ đoàn đi phát nhóm phát điểm cuối nha mọi người, điểm cuối. Điểm cuối cùng. 11 giờ phát tiếp. Chào cô Kim Huệ, chào chị Hà. Nghe nó tại trở lên đây chạy đây chứ chắc chắn chưa ăn ngoài vậy. Em mà chưa ăn gì hết mọi người ơi. Xíu nữa phát điểm cuối cho ngoài ăn luôn. Thôi chả còn đi hết đêm nữa. Chưa bao giờ mình thấy con nằm keo kiệt bằng con này luôn đó. Con keo kiệt luôn, con chấp nhận luôn. Con keo kiệt nào giờ rồi, con nổi tiếng rồi. Con chào thầy An Lạc Thánh Thơi. Nhỏ niềng răng keo kiệt. Lông hết, đau bụng chưa nhung kìa, không biết nữa, hỏi nè. Lông đau quá mọi người, đau quá, đau quá. Đấy. Nó chứ lông lông giảm đó, hồi nãy 10 bây giờ mình còn 8 thôi nha. Ê lộn, 10 bây giờ mình giảm 8 rồi cả nhà. Thì mình đã uống thuốc thuốc gì ạ? Anh đi qua tỉnh Bắc Tây á, anh mua một viên sủi cho anh uống hai viên gì đó. Thôi uống hai viên gì anh biết luôn. Ship 4 ngàn. Cái gì mà ship 4 ngàn. Có ai ship ở Sài Gòn 40 ngàn không? Ship cái gì? Nó bán cái gì mà ship 40 ngàn không đúng rồi. Ồ vậy hả? Không. Có khi không tùy theo có mười mấy ngàn. Không tùy theo chỗ, có khi ship 50-60 ship hoàn tóc là 40. Vậy hả? Em ship em đặt 4 giờ, đó rẻ. Xe đen thui vậy em hả? Đâu có đen ship đâu. Ship quận 3 à. Chai kem lột mụn mà tính tiền ship 40 ngàn. Cho thầy gặp cậu Huy cái nè. Thầy An Lạc Thảnh Thơi ở chùa Pháp Vân. Dạ con chào thầy. Mô Phật. Ăn là cánh thôi là cho ai? Ừ. Ôi lộn, chùa Bạn Phước. Cũng tai nữa. Bạn Phước Pháp Vân. Chùa Bạn Phước. Thầy Minh Nguyện. Hả? Thầy Minh Nguyện. Minh Nguyện. Thầy Minh Nguyện. Vậy dạ, con khỏe. À, cậu Huy cũng khỏe luôn. Phải Châu luôn. Yếu nha, dai không ngủ yếu nha. Yếu hả? Yếu á. Ôm quá yếu là yêu quá ốm. Ôm quá yếu là yêu quá ốm. À 5kg nè. 5kg lận. Ủa thì ship người ta cũng cân nặng hả? Nhưng mà nó ship giao hàng tiết kiệm nữa hả mát. Dạ tại vì không biết nó ship gì. Hello cả nhà yêu. Mình like mình nói chuyện xíu xong rồi cái mình offline. Rồi mình quay vlog. Mấy ngàn người? Có 390 người. Rồi khó rồi, gặp khách khó, khách hàng khó rồi. Người bán đồ ăn cực lắm. Cá sạc bự quá, không có ngon. Mướn con sạc, con gòn xoài không? Tưởng, hồi nãy giờ tưởng cá sạc chứ. Anh là cá sạc. Mà xe không? Cái gì? Long bớt cho em quan tâm Long chút nha. Trời ơi, cái đó là bình thường mọi người ơi. Anh em quan tâm nhau là chuyện bình thường mà. Không lẽ bây giờ mọi người muốn em là em Long đỡ chưa? Em gọi lại những thầy. Thấy thể hiện ra lên trên live cho mọi người thấy. Cái này uống phải 80 ly nước thôi nghe không? Phải 80 ly nước. Lát xuống địa tắm luôn. Tắm thì về coi thấy mặt luôn. Ôi con sao đồ đỏ kìa.
Chim. Trời ơi, con chim với con sâu nó cắn. Không nè, chim sâu đỏ không nè. Đỡ cho các bạn. Chim bỏ mắt chỉ quay lại. Con sâu ruột đỏ. Sâu đậu đỏ, chim á. Mọi người đợi Tiết Nhung chút xíu nha. Trong khi chờ đợi thì giao lưu với mình nè. Đây, giao lưu với em, tôi Tiết Nhung nè. Hello cả nhà, bây giờ là... Bà Ngân Vlog kìa. Bà Ngân Vlog, nhưng mà bây giờ nắng quá trời, không quay luôn. Đi quay con chim đầu đỏ rồi đó hả? Đi quay con chim đầu đỏ rồi. Hello cả nhà, bên Facebook của chị Nhung nha. Chị Nhung đang đi quay con chim đầu đỏ. Con chim đầu đỏ. Để dẫn cả nhà đi coi con chim. Con chim sâu đầu đỏ. Con gì con chim? Chim sâu đầu đỏ, nó cái đầu nó đỏ. Chị quay về để coi thử cái đầu. Mình nên im lặng, mình không nói gì hết là mình sẽ đẹp trai. Ok ok. Giống như anh Long nè, ít nói đẹp trai không, thấy chưa? Xéo đầu đỏ, thấy chưa? Có nhiều tin gọi. Gửi cho con này, gửi Facebook cho con đi hai cái clip đó. Để Zalo cho nó nặng. Cho nó nặng. À, cho nó đẹp. Bé Ngân, cậu Huy vui tính thôi, cậu Huy bị có vấn đề á mọi người. Bé Ngân thì dễ cưng. Con có thấy được mặt của con đâu? Có. Thấy chứ, thấy mắt con là thấy dễ thương rồi. Tại rớt lông mi đó người ta thấy á. Trời ơi, trời ơi, qua Thiên Ngân cái với cậu là lên view liền. Thấy chưa, tao nói mà. Rồi đi quay chim nữa đi. Đỏ đỏ. Dễ thương. Nhỏ xíu à. Ép à bằng nửa cái cây này. Đây mọi người coi con chim đầu đỏ nè. Không có thấy được đâu. Có vui không? Là có thật sự vui không ta? Nè con chim đầu đỏ nè. Ờ đúng rồi. Chim đầu đỏ đó. Tôi gửi cho nha. Đâu cái nhà bà này bà gì? Cậu ơi đừng khóc. Rồi em thắng. Sai. Tao tuyên bố sai.